Thường khi nhắc đến những chiếc máy tính để bàn thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc máy rất là bự, rất là cồng kềnh, rất là chiếm diện tích. Tuy nhiên ngày nay thì các hãng máy tính cũng sản xuất ra nhiều cái chiếc máy tính đồng bộ nhỏ gọn nha mọi người. Đây là cái xu hướng người dùng ở thời điểm hiện tại. Trên tay mình đang cầm là chiếc Dell OptiLED 3050 Micro. Chiếc máy tính rất là nhỏ, tuy nhiên được trang bị cấu hình để chúng ta xài văn phòng giải trí cực kỳ ok luôn. Core i5 7500T, xung nghiệp của nó là 2.7 nha mọi người, rất là cao. RAM là 8GB ổ cứng SSD 256. Màn hình thì chúng ta có thể lựa chọn màn hình bao nhiêu inch tùy thích. Ngoài ra cũng có rất là nhiều điểm nổi bật ở dòng Dell OptiLED 3050 Micro này. Sau đây chúng ta cùng đi trải nghiệm những ưu và nhược điểm của dòng máy tính đồng bộ mini này nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm chiếc Dell OptiLED 3050 Micro này nha mọi người. Rất là nhỏ gọn. Ngày nay thì văn phòng, siêu thị nè, các trung tâm Anh ngữ nè, hay là các doanh nghiệp hầu như là mua những dòng này rất là nhiều mọi người. Nó về ưu điểm thì chúng ta thấy cái đầu tiên là nó rất là bền bỉ. Hãng Dell, đến từ hãng Dell nha mọi người. HP cũng có, Asus cũng có, Acer cũng có. Thứ hai là đỡ chiếm diện tích. Thứ ba là chúng ta cũng khá là dễ dàng thay thế. Dễ dàng thay thế nha mọi người. Mình tháo ra cho mọi người xem. Ưu điểm kế tiếp là những dòng máy này được trang bị hầu như những đầy đủ những cổng kết nối nào, như cổng mạng LAN nè, USB 3.0 đầy đủ nè. Có luôn cổng HDMI và cổng DisplayPort. Đó, nó như là một chiếc máy tính bình thường mình thôi, quạt tản nhiệt nè. SSD nè mọi người, SSD nè. Chúng ta có thể nâng cấp Wi-Fi có luôn. Đây nó có sóng Wi-Fi anten nữa nè. Và bên dưới thì chúng ta thấy nó có hai slot RAM. Nó có hai slot RAM mọi người, chúng ta có thể chúng ta tháo cái quạt này lên nè thì chúng ta nâng cấp, và đây là cái CPU, cái quạt của nó nè. Rất là nhỏ gọn. Bây giờ mình trải nghiệm thử. Chỉ có một cái ưu điểm nhược điểm mà mình thấy là cái dòng máy này chúng ta sẽ không có gắn cạc được nha mọi người, chỉ để xài văn phòng thôi. Hiện tại chiếc máy này thì có giá chỉ với 4 triệu à, 4 triệu à mọi người. Bây giờ mình đi trải nghiệm xong rồi mình sẽ chỉ cho mọi người lắp một chiếc máy như thế này nó hoàn chỉnh, và cái giá của nó cũng rất là ok nha. Đây, mình có gắn sẵn rồi cho nên là đỡ mất thời gian mọi người. Chiếc máy này rất là tiện là chúng ta thấy nó có âm thanh sẵn luôn mọi người. Có âm thanh luôn. Có âm thanh luôn nha mọi người, rất là tiện. Âm thanh wifi đầy đủ nè. Nghĩa là chúng ta không cần mới gắn, về là chúng ta gắn vào chúng ta xài thôi. Rất là tiện. Xử lý rất là nhanh nha. Chúng ta thấy xử lý rất là nhanh nè. Thì chúng ta có thể chúng ta nâng cấp gì đó, nâng cấp RAM hay là nâng cấp ổ cứng của bình thường. Nhưng mà mình mua văn phòng mình xài bình thường thì chiếc thế này là quá ok rồi. Còn để lắp chiếc máy này thì khá là đơn giản mọi người. Cục CPU này á, là 4 triệu nè. 4 triệu cái cục CPU này không nè. Nó tích hợp rất là nhỏ gọn. Chuột chuột với lại bàn phím thì nó rất là rẻ rồi. Chuột cái bàn phím này rất là rẻ, chuột bàn phím này tầm khoảng có 200 nghìn thôi, 200, 250 nghìn nè. Còn nói về câu chuyện màn hình này, cái màn hình này thì trước đây á, mình cũng có hay mua những cái màn hình đồng bộ đến từ cái hãng này nè về để mình lắp. Thường ví dụ như cái màn hình này về mình có cổng có 200 ngàn mình bán thôi, khoảng 1 triệu, 1 triệu 2 gì đấy. Tuy nhiên sau này thì mình quyết định mình mua màn mới luôn mọi người, tại vì những cái màn cũ thì xài thì cái đèn hình nó cũng khá là tối và xài một thời gian nó hay bị hư. Cho nên là mình quyết định mình mua những cái màn hình VSP á mọi người, mình lên mạng nè, mình gõ nè. Màn hình VSP. Ví dụ như là 21.5 inch mọi người. Thì nó tầm khoảng có 1 triệu rưỡi thôi. Tầm khoảng 1 triệu rưỡi và bán rất là nhiều trên mạng.
VSB là một cái thương hiệu của Việt Nam nhưng mà đã tồn tại cũng đã 20 năm rồi. Hàng nhập khẩu về bán. Màng rất là đẹp, mỏng nhẹ, màng LED luôn nhưng mà có khoảng 1,5 triệu, bảo hành tới 36 tháng lận. Thì chúng ta cộng lại một chiếc máy như thế này thì cái cục CPU là 4 triệu. Cái màn hình là 1,5 triệu, là 5,5 triệu. 5,5 triệu với là bàn phím chuột tầm khoảng 200 ngàn, nghĩa là có 5,7 triệu chúng ta có một cái bộ máy bàn như thế này thì rất là ok mọi người. Đây mình khởi động lại một cái nha, khởi động lại một cái cho mọi người đi trải nghiệm. Mua chiếc này xài rất là ok mọi người ơi, tại vì mấy cái dòng này mình làm trải nghiệm thì cũng rất là nhiều người thích. Âm thanh có lo, có wifi sẵn hết rồi đó. Có luôn cái cổng VGA luôn nè mọi người, cho nên là mọi người cần kết nối hay là kết nối với những cái thiết bị ngoại vi bên ngoài nó khá là tiện, khá là tiện nha mọi người. Chơi game nó cũng liên minh, liên quân, võ lâm truyền kỳ rất là ok nha. Bạn nào mà cần hỗ trợ thì gọi vào số hotline hoặc là để lại thông tin đi, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Mọi người cũng đừng quên là tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, đăng ký kênh và bấm luôn vào cái nút chuông á, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Xin chào và hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo.